Rồi hôm nay là mình sẽ nhận xe của anh này là bị hư cái tăng cam nè, cái tăng cam, cái bánh tăng cam mà, thì bây giờ là mình sẽ làm thôi. Trước hết thì mình cho anh em nghe cái tiếng kêu trước ha, tại vì cái tiếng này nó rõ nhất nè. Rồi rồi đó ha. Rồi thì mình sẽ tháo ra mình thay tăng cam cho ảnh thôi nha. Rồi rồi tháo ra coi nó mòn tới cỡ nào nha. Rồi xe thì theo chiếc xe này là mình rồ là một cái tiếng tăng cam nè, rồi cái tiếng lột dên nữa. Chiếc xe này nó bể rồi, nó dồn vô áp dên đồ ba cái ba vớ đồ, cho nên nó bị lột dên rồi đó. Có hai tiếng nha, quay lại một cái cho anh em coi, một tiếng ré ré lột dên nữa. Rồi có gì là anh em ghé về bảy ở kế cái chỗ cái bảng của mình nè, để uống cà phê đâu nha, kêu nước đồ mà xuống chảy á, có chó nó còn ngồi đâu uống cà phê thì có một chó luôn rồi đó. Về bảy nè, về bảy xà lan nè. Rồi ai mà uống nước dừa giải khát thì đối diện với tiệm luôn có luôn nè, ngay rau rác là dừa nước rồi. Rồi sau khi mà nghe mình nói là cái tiếng lục dên đó thì anh kêu mình tháo ra để kiểm tra luôn, kiểm tra dên luôn nha. Giờ mình rút đầu lòng ra kiểm tra tay dên. Rồi nha. Rồi sau khi kiểm tra thì cái dên lắc nè, lắc đi. Đó. Lột dên rồi nha anh em, thì mình phải tháo ra rồi mình làm nguyên cái máy luôn nha, làm đồi làm đồ tất tần tật đó, full combo nha. Rồi sau khi tháo ra thì nó đã bị cùi cái bánh tăng cam này rồi nha, này là đụng lên bộ số luôn nè. Rồi mình làm thằng lằn này cho nên không có bị này nữa, yên tâm. Coi mình bổ dên ra, coi mình gõ dên cho anh em coi ha. Thì xe này là đi cái cam độ luôn nha, chủ xe yêu cầu là đi cái cam độ cho nó dễ xe. Rồi rồi thằng lằn là hư nè, bánh tăng cam hư là thứ nhất nè. Rồi thứ hai nữa là chuông gờ nè. Rồi làm nồi làm đồ lại hết này, cất vô nè để rồi gõ cái dên ra. Rồi sau khi xong thì anh em nghe kêu nè. Rồi anh chưa? Rồi. Rồi hôm nay là mình tiếp tục là mình rã thêm một em nữa nha. Hồi nãy mà là một em đã lên đường chiến dịch rồi. Đâu rồi, đầu rồi. Rồi chụp đâu hết rồi. Đây nè, một em đã bị lột dên ở đây nè. Rồi đây một em lột dên nữa, phiêu chờ nè. Rồi đây một em lột dên nữa là mình đài lên cho anh em coi nha. Khóa đâu. Rồi hiện tại là hai chiếc lột dên nha anh em, chiếc này đèn led, chiếc phương này phu đèn led. Rồi hiện tại là hai chiếc nha anh em. Rồi rồi chiếc lột dên này sáng nè đó anh em thấy chưa. Rồi hai chiếc là lột dên hết thì mình sẽ xử lý hai chiếc này. Rồi tiếp theo là một anh này nữa là làm thằng lằn tăng cam đó nè. Rồi để cảo ra coi xe của anh bị dữ không nha. Anh hai mấy cây rồi? 4 cây ạ. À. 2-4 cây rồi nha. Đủ vốn rồi đó. Mới bị à? Mới bị thì 2-4 cây rồi, anh sợ anh mới làm thôi chứ nói gì đâu. Ok 10 cây luôn. Đại coi YouTube. Đi sai. Quan nhiều rồi cái nhận cái ti ra.
Dặn không vô đúng không? Hai có bóng cây nhiều. Bị rồi, bị cũng mòn mòn rồi đó, mòn hết răng rồi đó. Cây này thai chạy được bao lâu rồi? Cây này thai thì thai cũng lâu rồi nhưng mà không có chạy nhiều. Chạy được 2 ngàn, 4 ngàn. Ủa, thấy không? Rồi mình thai thằng lằn vô thôi chứ biết nói sao vậy? Rồi hiện tại là sửa xe Hồng Hoàng đang nạp là 2 chiếc lột dên nha, 2 chiếc lột dên rồi cũng thay thằng làm tăng cam luôn, rồi 1 chiếc này nữa thay thằng làm tăng cam không lột dên nha. Rồi đây là những cái cần bể nè, thì mình nói nè, như cái cần có anh hồi nãy thì chỉ có nhiêu đây thôi, còn những cần này nè rồi tán bánh rim quay bị hết nè, thì anh em mà bị anh em nghe cái tiếng của anh này thì nghe lột sọc thôi nè. Thì anh em nên là nghe cái tiếng lọc sọc mà tiếng với lại xả vớt ra có mấy cái ba vớt màu đen này thì anh em nên làm nha. Còn không anh em chạy mà như vậy nè là ba cái này nó thành cái bột két luôn, bột sắt luôn, thì nó sẽ pha với vớt, thì anh em chạy là mình chắc chắn là một thời gian nào đó nó sẽ lột dên đây, không đổ thừa ai được hết nha. Bị như vậy là dễ lột dên lắm luôn nè đó ha, anh em nhớ nha. Giờ là anh em thay thằng lần rồi nè. Cho anh em coi vậy thôi. Có một, đây là mình có một mớ thằng lần này bị bể đó nè. Một mớ cái tăng cam viên bị bể nè, anh em thấy không? Cũng có nhiều cái là tới ốc ao luôn nè. Đó anh em nhớ nha. Kỹ lưỡng nha. Rồi thì anh em thay cần tăng cam của mình thì dù sao là nó cũng không có bị bể nữa. Thì cái tuổi thọ nó cũng bền hơn những cái sau này anh em thay. Đó thì cái anh này anh mới thay 4 cái với lại 2 cái xe mà nãy mà vô mà lột dên nó thì nó cũng bị cái vấn đề là từ cái cần tăng cam ra thôi, chứ future này nó cũng ít lột dên lắm nha. Cái đời future mập này nó ít lột dên đó, anh em nên thay sớm một chút cho nó chắc ăn nha. Trước sau thì nó cũng bể thôi, trước sau nó cũng bể thôi nha. Thì xong rồi mình thử số rồi rất là ok nè nha anh em, thử số ok từ mo đến đấy rồi cốt số độ rơ rồi là mình canh long đền rất là chuẩn rồi. Thì bơm nhớt là mình đã bơm lên bơm nhớt riêng rồi nè. Đó. Thấy không? Rồi dên ép rồi, bơm nhớt thì thay bơm nhớt riêng rồi ha. Rồi từ từ mình lên máy ha. Rồi bít tông rồi sấy về rồi nè. Thì là lên đó. Đó. Ok. Sau khi xong thì xe này thay tăng cam là im rồi nè. Rồi cái tiếng này là cái tiếng đây. Cái này là tiếng vỗ bê tông rồi. Rồi bị phần khác rồi. Rồi ha, nó phát sinh ra cái tiếng đó. Rồi ok. Rồi kết thúc video anh này ở đây nha. Rồi là cái chiếc thứ hai này là trong ngày luôn nè. Trong ngày là 2 chiếc nha, 1 chiếc halogen nè, 1 chiếc quang âm đại sĩ nè, đèn led nè. Thì xe này cũng lột dên luôn rồi, rồi để ra dên rồi gõ luôn cho anh em coi nha. Chuông rồi đi vớt lại luôn nè, chuông gờ không? Thôi rồi vớt chuông rồi lại luôn. Ok. Nha, bây giờ gõ ra coi nó làm sao ha. Rồi lồng rồi đi sấy rồi lại hết luôn á, là 2 chiếc. À, dên mình gõ dên đó là ok ha. Rồi sau khi xong là mình gõ dên chiếc future led này coi nha, future quan âm đại sĩ nha. Rồi có kêu đỡ hơn chiếc kia nha, nhưng mà vẫn có kêu. Rồi ok. Rồi thì cái clip này là mình chỉ quay được cái mà bắt bệnh lột dên thôi, thì ngày mai mình sẽ quay cho anh em coi là 2 chiếc này, có thể là ngày mai nếu mà ráp xong thì mình sẽ cho nó 2 chiếc future này là đi ép dên về là làm máy lại, thì mình sẽ cho nổ một lượt rồi mình sẽ quay lại quá trình là làm cho anh em coi ha. Rồi như vậy thôi chứ biết nói sao giờ. Anh em cái thủ phạm mà nó bị lột dên cái xe này là nó hay bị cái cần tăng cam đó, cho nên anh em thay cái thằng lằn hoặc là anh em làm cách nào anh em phải khắc phục được cái hiện tượng mà bị bể bánh tăng cam. Thí dụ anh em nghe mà nó hơi lột sọc thì anh em nên thay cái cần khác, cho anh em để hoài là nó lột dên đó nha anh em. Đó, cái đó là mình khuyên thật sự với anh em nha. Rồi.